Tờ The Phnom Penh Post hôm qua 24 tháng 7 đưa tin, Ủy ban Bầu cử Quốc gia của Campuchia đã công bố kết quả bầu cử Quốc hội sơ bộ vào khuya 23 tháng 7, cho thấy Đảng Nhân dân Campuchia CPP giành 120 trên 125 ghế. Đảng Bảo Hoàng Phan Simtech do Hoàng thân Norodom Charakvut, người gọi quốc vương Norodom Sihamoni là Hoàng Thúc, giành được 5 ghế còn lại. Khmer Times cùng ngày dẫn tài liệu từ nguồn đáng tin cậy cho biết với 2.614.204 phiếu, chiếm 31,97% đã được đếm tính đến khuya 23 tháng 7, CPP của Thủ tướng Hun Sen giành đến 2.076.117 phiếu, chiếm 83,22%. Tiếp đó là Phan Simtech với 209.116 phiếu, chiếm 8,38%. Có 18 chính đảng tham gia cuộc bầu cử năm nay. Ủy ban Bầu cử Quốc gia đánh giá cuộc bầu cử ngày 23 tháng 7 diễn ra thành công, trật tự với hơn 8,2 triệu trong số 9,7 triệu cử tri hợp lệ đi bỏ phiếu, tương đương 84,58%. Theo tờ The Phnom Penh Post, Ủy ban Bầu cử Quốc gia xác nhận kết quả bầu cử chính thức sẽ được công bố từ ngày 9 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9, gồm số ghế giành được của mỗi đảng. Cũng trong hôm 24 tháng 7, phát ngôn viên Sok A-san của CPP xác nhận kết quả sơ bộ và nói: "Chúng tôi không chỉ thắng cử mà còn thắng áp đảo, chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ nhân dân một cách hạnh phúc." Trước đó, CPP thông báo tướng Hun Manet, con trai cả của Thủ tướng Hun Sen cũng giành được một ghế trong Quốc hội, điều kiện để ông có thể trở thành Thủ tướng nếu được các nghị sĩ bầu chọn. Ông Manet, 46 tuổi, tốt nghiệp Học viện Quân sự West Point chứ danh tại Mỹ, có bằng tiến sĩ kinh tế tại Đại học Bristol của Anh và đang là Phó Tổng tư lệnh kiêm tư lệnh lục quân, quân đội Hoàng gia Campuchia. Thủ tướng Hun Sen đã cảm ơn toàn bộ cử tri đi bỏ phiếu và nhấn mạnh tỷ lệ tăng lên đánh dấu thất bại của nhóm cực đoan muốn hủy hoại nền dân chủ. Trả lời đài truyền hình Phượng Hoàng của Trung Quốc một ngày trước ngày bầu cử, Thủ tướng Hun Sen gợi ý tướng Hun Manet có thể tiếp nhận vai trò thủ tướng ngay trong tháng đầu tiên sau bầu cử. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm nóng toàn cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm nóng toàn cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ báo Thanh Niên.